Chào mừng bạn đến với bản tin giá vàng. Giá vàng hôm nay ngày 16 tháng 8 dừng lại ở mốc 56 triệu sau một ngày bất ổn. Giá vàng hôm nay ngày 16 tháng 8 tại thị trường trong nước ổn định hơn, duy trì ở mốc 56 triệu đồng trên một lượng sau một ngày biến động thất thường. Giá vàng ngày 16 tháng 8 trên sàn Kitco dao động ở mức 1.944,80 đến 1.945,80 USD trên ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn Commit New York giảm 16,5 USD xuống 1.942,8 USD trên ounce. Giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 tới nay, khi tình trạng bế tắc xung quanh gói kích thích kinh tế của Mỹ đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này. Ở phiên ngày 15 tháng 8, giá vàng thế giới đã trải qua một phiên giao dịch tệ nhất trong hơn 7 năm qua vì nhà đầu tư quay lại tâm lý ưa rủi ro sau khi đón nhận các số liệu kinh tế đáng khích lệ. Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 16 tháng 8, 2020 tại thị trường thế giới ít biến động, duy trì trên mốc 1.900 USD trên ounce. Trong nước, giá vàng hôm nay ngày 16 tháng 8 duy trì ở mốc cao 56 triệu đồng trên một lượng, giảm so với đầu tuần. Mở phiên đầu tuần, giá vàng miếng trong nước của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 57,150 triệu đồng trên một lượng đầu mua vào và 58,200 triệu đồng trên một lượng đầu bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,500 triệu đồng trên một lượng đầu mua vào và 58,150 triệu đồng trên một lượng đầu bán ra. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 54,75 triệu đồng trên một lượng đầu mua vào và 56,3 triệu đồng trên một lượng đầu bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,43 triệu đồng trên một lượng đầu mua vào và 56,19 triệu đồng trên một lượng đầu bán ra tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 56,17 triệu đồng trên một lượng. Tính đến trưa ngày 16 tháng 8, 2020, công ty SJC thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng ở mức 56,18 triệu đồng trên một lượng đầu mua vào và 56,18 triệu đồng trên một lượng đầu bán ra. Và sau đây là bảng giá mới nhất của ngày 16 tháng 8. Đơn vị tính là đồng trên một lượng. Vàng SJC 1L 10L mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.180.000 đồng trên một lượng. Vàng SJC 5 chỉ mua vào 54.180.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.200.000 đồng trên một lượng. Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.210.000 đồng. Vàng nhẫn SJC 4 số 9, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ mua vào 52.210.000 đồng, bán ra 53.810.000 đồng. Vàng mỏ nhẫn SJC 4 số 9, 0,5 chỉ mua vào 52.210.000 đồng, bán ra 53.910.000 đồng. Vàng nữ trang 24 carat mua vào 51.710.000 đồng, bán ra 53.310.000 đồng. Vàng nữ trang 23,7 carat mua vào 50.482.000 đồng, bán ra 52.782.000 đồng. Vàng nữ trang 18 carat mua vào 37.336.000 đồng, bán ra 40.136.000 đồng. Vàng nữ trang 14 carat mua vào 28.433.000 đồng, bán ra 31.233.000 đồng. Vàng nữ trang 10 carat mua vào 19.000
582.000 đồng, bán ra 22.382.000 đồng. Và tại Hà Nội, vàng SJC mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng. Tại Đà Nẵng, vàng SJC mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng. Tại Nha Trang, vàng SJC mua vào 54.170.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng. Tại Cà Mau, vàng SJC mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng. Tại Huế, vàng SJC mua vào 54.150.000 đồng, bán ra 56.210.000 đồng. Vàng SJC tại Bình Phước mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng. Tại miền Tây, vàng SJC mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.180.000 đồng. Tại Biên Hòa, vàng SJC mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.180.000 đồng. Tại Quảng Ngãi, vàng SJC mua vào 54.180.000 đồng, bán ra 56.180.000 đồng. Tại Long Xuyên, vàng SJC mua vào 54.200.000 đồng, bán ra 56.230.000 đồng. Tại Bạc Liêu, vàng SJC 54.180.000 đồng đầu mua vào, bán ra 56.200.000 đồng, bán ra. Tại Quy Nhơn, vàng SJC mua vào 54.160.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng. Tại Phan Rang, vàng SJC mua vào 54.160.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng. Tại Hà Long, vàng SJC mua vào 54.160.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng. Tại Quảng Ngãi, vàng SJC mua vào 54.160.000 đồng, bán ra 56.200.000 đồng.